Ngày 5 tháng 10, truyền tải điện Đắk Nông đã phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương kiểm tra, xử lý trường hợp vi phạm hành lang an toàn lưới điện truyền tải. Vị trí vi phạm tại cột 2964 đến 2965, đường dây 500 kV Đắk Nông, Cầu Bông, thuộc địa phận thôn 9, xã Nhân Cơ, Đắk Lấp. Tại buổi làm việc, lãnh đạo truyền tải điện Đắk Nông khẳng định gia đình ông Đoàn Ngọc Quốc Việt đã xây dựng nhiều công trình làm khu nghỉ dưỡng có danh xây dựng trong hành lang bảo vệ đường dây 500 kV. Vụ việc đã được lập biên bản từ tháng 7 năm 2023. Khi làm thì tới giờ dính vào vi phạm thì đo thì lại nói là những chỗ nào nó cũng lắng ra 30-40 các cái góc nó đều. Thì từ chỗ đó cho nên là gia đình cảm thấy như vậy là vi phạm. Việc người dân xây dựng công trình trong phạm vi trên là sai quy định. Phía truyền tải điện Đắk Nông và chính quyền địa phương đã kiểm tra, nhắc nhở. Trong ngày hôm nay, đơn vị truyền tải điện Đắk Nông đã phối kết hợp với lại các sở ban ngành của tỉnh Đắk Nông và địa phương là Ủy ban nhân dân xã Nhân Cơ đến thì càng tại hiện trường là tại cái vị trí trụ 2965 này là cùng nhau kiểm tra hiện trường và đo đạc lại cụ thể để thông báo cho hộ gia đình ông Đoàn Ngọc Bình phải khắc phục ngay cái hiện trạng này, không có được phép tồn tại ở trong cái hành lang an toàn lưới điện. Như báo Đắk Nông đã thông tin, gia đình ông Đoàn Ngọc Bình đã xây dựng nhiều công trình phục vụ nghỉ dưỡng có danh trong hành lang lưới điện 500 kV.